9 thành viên nhóm nhạc toàn năng B336. Hành trình 3 ngày 2 đêm với đích cuối cùng là nhiệm vụ rất quan trọng. Tổ chức một đêm nhạc tại thành phố Đà Lạt ở ngày cuối cùng. Chỉ 5 ký hành lý, chỉ 1 triệu đồng cho cả nhóm. Không điện thoại, không tài sản cá nhân. Chuyến đi của tuổi trẻ đầy dông bão, kỷ niệm đẹp của tình bạn và cả giọt nước mắt tiếc nuối. Everybody, ta cùng đi chơi đi. Đi cọc súng là ở nhà hay đi chơi. Wow, hát xong rồi hãy dạo được. Dạo đi 100 nghìn. Dạo đi 100 nghìn. Mọi người biết đọc thử thách đi. Mặc dù chỉ mới tới thì bắt đọc thôi, nhưng mà em đang lạnh như là mặc quần chỉ mặc tay. Em ơi, các bạn làm quá nhở, dân Hà Nội đúng rồi, cái này hiểu Hà Nội thôi. Biết là tôi là lại mạnh hơn á, anh đọc thử thách nha. Mọi người nghe nè, trò chơi hiểu ý, lan truyền hành động, ngôn ngữ cơ thể, tất cả sẽ quay lưng lại với nhau. Người đầu tiên biết hành động chính xác, sau đó sẽ diễn lại hành động đó cho người thứ hai trong thời gian 5 giây, lan truyền đến người cuối cùng, phải diễn tả chính xác đúng 7 danh 9 lượt sẽ được 1 viên kim cương. Đặc biệt, nếu đạt được yêu cầu, buổi tối nay các bạn sẽ được chiêu đãi một bữa tiệc BBQ. Nếu không, các bạn sẽ phải ăn mì gói. Được ăn là vui rồi. Mình ở với nhau 3 năm chờ là mình sẽ với nhau. Chị không hiểu game, em đang nói cho nên chị nhảy vào đấy. Cái này trò chơi để mà phát triển cái cách diễn đạt đấy. Đúng. Sao dài vậy trời? Chúng ta đã có một khoảng thời gian trên cái trò này rất là nhiều, nhưng mà chưa chơi cả nhóm này bao giờ. Ok. Đúng rồi, chưa giờ chơi cả nhóm luôn á. Ê, thật là nhiều khó lắm ý. Đúng rồi á. Cứ việc làm giống anh Winner. Làm theo. Dậy vơ đi, dậy. Ê, ố. Từ từ lại. Không hiểu gì luôn. Không hiểu mà cứ làm nha. Từ từ nha. Chúng ta được. Cái gì vậy? Đây là câu tục ngữ hay là gì? Chết rồi, không hiểu gì hết trơn á. Cố lên. Không hiểu cứ làm đi. Đầu tươi tươi mới lột các bạn ơi. Cái gì vậy? Không có gì, chết Hayley. Các bạn sao em làm vậy nha? Ê, cô mà mọi người làm sao em làm vậy á? Ủa, nhưng mà cái này nó là câu tục ngữ hay là... Không, nó là một câu rất bình thường ấy. Bầm. Không hiểu. Cứ làm đi. Không nhớ quay lại này. Không, quay lại rồi. Bông. Em không hiểu. Tại gì ta? Chưa mà lên đứng lại đi. Phải làm lại rồi động tác y chang á. Động tác hả? Cố lên. Bông. Bông. Mình làm thế.
Thì đâu vừa làm thế mà. Nó quên đủ. Ủa làm ngược. Trời ơi, bạn này làm ngược. Ủa đâu, tớp em là giống đó. À, vậy là em làm ngược của Kenji. Phải đúng thứ tự. Đi á, nghe á. Răng rung cầm cặp cho đấm vô rồi bắt đầu nghe sao. Sợ thì mà nhận quên chết rồi. Ừ. Nè. Làm bản sao? Đi đi đi.
Ê, đúng không nhỉ? Em nghe này sai quá à. Làm vui nhá. Kín thì kín. Em sợ sai quá. Ừ, tại thế làm thế à? Thế thôi á. Chỉ sợ chỗ ông Thắng thôi. Chúng ta chọn vật chả có cái gì mà tự tin được. Em làm này. Ok. Tôi nói lần này các bác có phải chắc xuống rồi thôi. Thằng đó là UK nha. Ok, rồi tối nay ăn mì tôm với cả BBQ nha. Thằng đấy. Bọn sao có phải nhảy múa nhỉ? Không phải. Nó là. Có phải nhảy thế nhỉ? Sao có phải nhảy nhỉ? Các bác có thể. Nó là. Cái câu của người ta là soi đèn đi bắt ếch, ok. Nè soi đèn nè, soi đèn. Trời ơi, soi đèn. Mà Hana có làm như vậy nè. Ủa, khi nào còn làm như em vậy nè. Đâu, tiếp nè, tiếp. Sai từ tiếp. Các ông cứ thoải mái đi. Cảm giác chắc cú lắm. Biết cái là gì? Cặp đôi nói chung là qua cái trò chơi hôm nay là thấy tinh thần nhóm mình như nào rồi. Yeah. Hiểu ý nhau ghê gớm. Ôm nhau cái, ôm nhau cái. MV mới à? Bây giờ là 9:30 tối. Thì ăn đôi. 10 giờ. Các bạn phải tiến vào giấc ngủ cho mình. Rồi. Không tiến vào giấc ngủ. Rồi các bạn từ từ để ngủ. Trời. Em không muốn những lều đâu mọi người. Còn có 30 phút nữa thôi. Mình vào cái homestay ở gần nhất đi. Cứ nhìn xung quanh không tìm một cái homestay gần nhất rồi bà xin. Thế rồi. Ai có bài con hàng xóm dưới đây không? Em có 1 triệu mà đúng rồi ơi. Mình có 1 triệu nhưng mà 1 triệu không thuê được phòng nào đâu. Một triệu là ngủ được một đêm mà. Thôi đừng vào dại lắm. Vào nhà dân đi, vào nhà dân. Khoan, đi thêm có thể chọn mặt đẹp. Vào nhà dân đi. Ở nhà dân đi. Ê, mà còn lên dốc nữa. Anh sống người ta không chú hết chứ. Đúng rồi. Đi hết chú một coi mà. Mình đông quá.
Bây giờ nếu mà trong trường hợp mà không thể... So you were a bad guy. Make it really up, guy. Since you said enough, guy. Just always so up, guy. I'm the first guy. Make the mama say time. Like your girlfriend lạnh quá. I'm the bad guy. Trời lạnh quá mọi người ơi. Mọi người biết gì không? Ở nhà này muốn cởi giày đi đất nhà này là chỗ đâu ôi là trời thề luôn. Sao nhà tối đèn hết rồi, tăng từ sớm quá. Không, chị nghĩ ra sao có một cái hôm tay như thế nào đó cầm hồn thế giới chín cái bộ não không thể suy nghĩ ra được điều gì cả. Em nghĩ là cứ nên đi cái này đi để xem như nào. Anh Vương, anh em không đổi hướng không? Đổi hướng đi. Chị cho thắng lên đầu tiên. Em đang ở đằng sau kèm mọi em người mà. Em nghĩ là thay vì mình tìm nhà thì giờ mình tìm một chỗ nào nó không ẩm để mình dựng lều. Đây. Đây chú ơi. Cái phòng ôi, cái mà nó ướt luôn rồi. Đây. À, không biết nguội đâu. Anh ơi, lều này mở cửa. Được. Thấy chưa? Ủa đẹp quá à. Ơi khoan, nó sang. Bộ phim này xong. Để em vô cho. Ok. Ola. Em làm giỏi, em làm đáng thương rồi nhé. Chỗ này đẹp quá. Mọi người chạy đi. Hỏi giá luôn nha, nó lâu người quá, ta. Làm gì không biết. Sao cứ mắc quá đi nè. Chị ạ. Chị ơi, cho em hỏi chị, các chị có phải là chủ căn villa này không ạ? Mà có việc gì thế? Tại vì... Ý là bọn em đang quay một cái chương trình ấy, nó tên là những cô nàng năng động cô... À chị, thì ý là em bối rối quá. Tại vì thật ra cả ngày hôm nay bọn em di chuyển rất là nhiều. Và thực sự rất là, bây giờ đang rất là muộn rồi. Bọn em có phải có một cái thử thách là phải cố gắng xin được ở được nhà dân hoặc là ở được nhà một ai đó quanh đây. Mà từ nãy giờ bọn em đi từ cái dưới cái dốc kia lên đến đây rồi thì tất cả mọi nhà đều đóng cửa rồi. Là bọn em xin ở lại ở nhà tối nay thôi. Dạ. Chị thì không phải ở chủ nhà đây, Arigato gozaimasu. Em cảm ơn ạ. Anh chú đẹp thật. Thực sự là không đùa được đâu mọi người ơi. À, chúng ta bây giờ phải tìm những cái căn nhà mà nó sáng đèn và mở cửa. Kìa, có cái villa đó kìa. Nó hotel. Được. Khách sạn. Được, có mắt ra nó mong nghe đôi đúng không? Rất chân chị xưng hết lên. Nhưng mà bây giờ mình có 1 triệu đúng không? Đẹp quá à. Em nhìn cái khăn với mày xanh. Bây giờ mày làm nào cho mày nhỏ hơn nữa. Không cần nào, bế này đi. Không sao đâu, mọi người nhìn chị tốt hơn. Nào, biết sẵn sàng đây. Chết rồi chị, em nghe thức, còn thức, ủa mấy anh chị quay cái chương trình đúng không? Bước dốc xuống. Dạ, dạ vâng. Sao mọi người biết? Anh nhớ. Dạ, em thấy chiếc xe ra đổ rác, em thấy chiếc xe. Hello. Ủa mấy anh chị ở bên này hả? Dạ, mấy anh chị đang không có chỗ để ở này mà mấy anh chị về nhá. Mấy anh chị còn có 3 phút nữa để tìm được chỗ để ở thôi. Thì mấy anh chị mạn phép hỏi các em một câu là có thể cho bọn chị ở nhờ đêm nay được không? Hả? Chỉ cần gật đầu là bọn chị hoàn thành thử thách phòng. Em sợ không đủ. Giờ bọn anh chỉ cần một phòng là bọn chị có thể nhét hết rồi. Thật ra là tụi em đang quay một cái chương trình tên là Những Cô Nàng Năng Động. Chiếu hiện tại chiếu trên đài HTV7. Dạ. Nhưng mà em có được lên TV không? Em là quay thoải mái không? Mọi người bình tĩnh, còn mấy anh chị quay phim nữa là tổng cộng mình có tổng cộng là 16 người. Hay là mọi người có thể cho tụi em dựng lều ngủ trên kia cũng được. Dạ, nó là bác chịu không nổi đâu. Chúng ta cảm ơn mọi người nha. Chúng anh chị chơi vui vẻ. Xin lỗi đã làm phiền mọi người nha. Cảm ơn mọi người nha. Ăn đấy rồi đấy. Thực ra thì bọn chị cũng muốn lắm nhưng mà trời ơi mấy chị dễ thương quá. Chúc mọi người chắc là giờ tụi em đi luôn dạ. Chúc mấy anh chị có một kỳ nghỉ như vậy ạ. Cảm ơn. Mùi thơm quá. Dễ thương. Em thấy mấy bạn dễ thương lắm. Đúng rồi, dễ thương dã man luôn. Ê, còn có nhà ở đây nữa. Mọi người ở đây nè. Ở đây nè.
Ê thôi, tôi chỉ là đừng hy vọng cao quá. Tôi hy vọng, tôi thất vọng không, nhiều lắm. Em nghĩ là ở dưới này á. Ê, em chào anh ạ. Ê, có chú vẫn đang ngồi này. Để vào thương lượng nhá. Dạ. Em chào anh ạ. Em chào anh ạ. Đi đâu nhiều. Dạ. Mọi người ơi, ra đây đi. Em đã ở cái homestay này rồi. Em đi vào đi. Come in please. Em đã ở cái homestay này rồi. Ờ rồi, khi nào? Anh ơi, có hai con chó đáng yêu đúng không? Nào, từ từ, sao bây giờ? Anh nhớ em không? Em vừa mới ở tuần trước luôn á. Rồi, anh nhớ rồi. Cảm ơn em vì đã ở cái homestay này rồi. À, ok. Ok. Bọn đặt trước không ạ? Dạ, bọn em... chưa có đặt, biết gì á. Hiện tại thì bọn em đang tham gia một chương trình của HTV7 có tên là Những Cô Nàng Năng Động. Bọn em là giám hộ, các bạn nữ nghĩa là bảo vệ các bạn ấy. Thì đây là nhiệm vụ cuối cùng trong ngày của bọn em. Là hôm nay là bọn em bị tịch thu hết điện thoại, rồi tiền nong các thứ là không có hết. Và là bọn em phải tìm được một nơi để mà ngủ. Tá túc. Nhưng mà không phải là mỗi bọn em mà phải xin thêm cả những vị trí cho những anh quay phim và anh sản xuất nữa. Thì liệu anh có thể giúp bọn em được cái việc này không? Với một số lượng rất là đông thế này chắc có vẻ là cũng không đáp ứng đủ được. Kiện gì đâu ạ? Cho tụi em ngủ rồi xong này cũng được. Dạ, à. Tụi em có cái đèn cái đều. Chắc không được rồi. Tại vì mình khách. Tại là chỉ có một phòng rom được 8 người thôi. Dạ, hai phòng rom là khoảng bao nhiêu ạ? Phòng rom một đêm là 120 một người. Ôi rẻ quá. Một người. Ôi rẻ quá. Tính theo đầu người á. Chú ạ, có thể giảm giá được không ạ? Cái này chắc có lẽ không được rồi, tại vì bên quy định là như vậy rồi, cái giá như vậy rồi. Hay là bây giờ tụi em sẽ tổ chức một cái live show, sau đó tụi em mời anh đi free thì anh có chịu không? Nếu mà mình anh thì tất cả đều được, nhưng mà cái này không phải là hôn của anh, phải được sự cho phép của người khác nữa. Nhưng mà hoặc là tụi em có thể nào trả ví dụ 120 mà 9 đứa thì là tụi mình tổng cộng. Mọi người nên nhớ là tụi mình còn tiền để làm ra show nữa nha. Anh có thể dạ em ví dụ thôi nha. Tổng cộng mà lấy lại tụi em phải trả, nếu như mà muốn cái phòng đâu mới là 1.080.000 đúng không? Thì có thể nào giảm cho tụi em xuống tầm 500 hoặc 600 không? Số quá, hơi quá. 1 giường thì là một người nằm, như đây là bọn em một giường nhất 2 người nằm đấy. Nói chung là bên anh thì tính theo đầu người á. Một người cứ một người ở là tụi anh tính 120. Nhưng mà bây giờ chị nghĩ nè, cái mặc dù là mình phải làm live show nhưng mà bây giờ mình không có chỗ ở thì làm sao mà mình có sức thì mình ấy để mà làm live show được là quan trọng nhất. Ừ. Còn live show là mình có được nhiêu mình hay bấy nhiêu, đúng không? Anh ơi, nhưng mà cho em hỏi là 120 một người là mình ở 2 đêm hay là một đêm? Một đêm chứ. Đêm một đêm đó. Là mình phải trả luôn cho 2 đêm. Không, tùy mọi người thôi, tùy mọi người. Ngày mai mình muốn kiếm lại được thêm tiền không? Cái tiền mình kiếm được thì mình có thể đắp vào live show. Nghĩa là mình phải nghỉ thì mình kiếm được tiền. Nếu mình không nghỉ. À, với lại được. Mình cũng phải chi cho nhiều thứ. Ý là biết là phải ở thì phải kiếm được, phải ăn chi. Uống nữa. Nãy giờ mình chưa ăn tối luôn mà. Hay là mình đến một phòng mà, nếu mà thỏa hiệp nhá. Thỏa hiệp thì là 50% tiền đúng không? Cứ chi vị trí là tầm 2.2 triệu là 2 ngày đi. Thì 50% là 1.1 triệu. Thì mình thật ra mình vừa mất kim cương mà mình vừa mất cả tiền, mình mất cả hai. Coi như là ok, chân liều đấy. Bọn em muốn thương lượng với bên ekip là giả sử bên ekip thể chi 50%, tức là cho cái đêm sau của bọn em. Bọn em sẵn sàng đổi lại thì cái tiền mà bọn em nhận lại được, nếu như bọn em có nhiều kim cương hơn động thì 20% nữa. 30% của số tiền của ngày mai nếu mà em đạt được. Dạ ok, 20%. Dạ được, ok. Được. Cảm ơn. Vậy thì mình hứa chuyện nhau mọi người. Ừ. Ok đấy, tiền ra đây. Sao mày ăn mì tôm quá. 9 con người, có 1 triệu trong tay. Thôi đi. Vậy là ngày mai tụi mình bắt buộc phải làm được hết tất cả thử thách đó. Đúng rồi. Cho nên là phải cố gắng là... Hôm nay chúng ta đã quá y ạch rồi. Nhưng mà ăn nhiều ăn nhiều. Cảm ơn ạ. Có cái...
chỉ có mỗi cái phòng cho tám giường. Dạ vâng. Thôi bọn em cố nhét vào một được anh ạ. Dạ. Nghỉ ngơi xíu thôi, mai đi quay tiếp rồi anh ạ. Let's go. Cảm ơn anh. Đi thôi. Đã là nửa đêm rồi. Cái nung. Nói em sợ mày. Giờ này mà ăn mì tôm thì hết nấc. Dạ. Nào, thôi thôi. Đi đi đi. À. Tìm tàu kiểu sao mì tôm thì chất nhỉ? Cái mì tôm này như gì à? Thì nghe nó ôm mi cho nàng ủa thành nữ hai người ngủ chung một đấy đúng không? À phải kết luôn đúng không? Ờ chung à, cứ cùng giới tính thì ngủ chung, còn nam cùng giới tính ngủ chung. Ok chết. Bây giờ mình sẽ ngủ chung nha. Ok, bỏ đồ xuống nè rồi mình đặt. Rồi ok, bỏ đồ nào, bỏ đồ nào. Các bạn đã tìm được nơi để ngủ lại mà đã quá thời gian rồi và ekip phải ứng tiền thêm nữa, cho nên các bạn trong tuần này các bạn bị một hoạt động. Ok. Các bạn. Yeah. Thôi, xong cho phòng này của ekip một triệu. Trời ơi, anh thì bị mỗi người một giường luôn. Tám người, bà là chín người. Bao nhiêu? Ekip rồi.